Chào, chào tất cả, mình là Túy. Hôm nay mình làm một cái quick video để trả lời những cái câu hỏi mà những người bạn, những anh chị và những cái cô chú có gọi mình hỏi. Thật ra mình không phải là làm về thuế, mình cũng không phải là về chuyên môn, nhưng mà cái nghề của mình thì có rất là nhiều người quen biết hay là người ta muốn gọi Túy để hỏi thêm. Thì mình muốn làm cái video để mình trả lời những câu hỏi đó. Thứ nhất là cái stimulus package mà những cái người nói là mỗi 1 ngày 2 để mình nhận được đó, thì các bạn biết rồi, không phải là ai cũng được nhận được 1 ngày 2 hết. Nhưng mà mình nghĩ cái nếu các bạn xem video này thì bạn đã biết được là cái số tiền bạn nhận được bao nhiêu. Nếu không biết được thì mình sẽ xem một cái calculator ở dưới đây để các bạn bỏ vô, các bạn biết được là cái mình sẽ được nhận được bao nhiêu. Nhưng bữa nay mình trả lời những cái câu hỏi. Thứ nhất là mình cần làm gì để nhận được cái check đó. Thứ hai là mình có cần phải khai thuế không. Thứ ba là những bác, những cô chú có gọi mình hỏi bây giờ tôi không có khai thuế, tôi đang xin tiền xin tiền già, tôi cần làm gì không. Thì khi cái video này mình sẽ trả lời 3 câu hỏi đó. Thì mình nói trước, những cái information mình share là directly from irs.gov, and mình cũng có nói chuyện với những người những anh chị làm thuế, thì anh chị cũng cũng hướng dẫn giống vậy. Thì một lần nữa, những gì mà mình nói thì mình muốn các bạn họ hiểu, nhưng mà các bạn phải tự tự verify. Mình không không biết dịch tiếng Việt rõ lắm, nhưng mà everything mình phải trust but verify những gì mình biết được, nhưng mình cũng phải verify, make sure là cái information, tài liệu đó đúng hay không. Nhất là thời buổi này rất là nhiều information nó không có được đúng, thông tin không được đúng lắm, các bạn nên 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 phải verify kỹ trước khi mình làm một chuyện gì đó, nhất là đụng tới tiền bạc của mình hay là personal information của mình. Ok, mình sẽ share cái screen cho các bạn biết là ở đây là irs.gov, thì mình đã find một cái section nó hỏi nó những câu trả lời mà các bạn đang 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 hỏi. Ok, thứ nhất là nếu các bạn let me see, ok, so latest news, cái đây là từ tháng 3 ngày 30 nha, thì các bạn nên check periodically coi nó update ra sao. Thì hiện tại câu trả lời là cái đây, thì các bạn đã biết là who is eligible, thì đa số những người công dân Mỹ đều xin lỗi, những người ở Mỹ đều được cái benefit này. Các bạn sẽ đọc đọc rõ đây thêm, biết được là mình được bao nhiêu. Giống như mình mới nói, cái calculator dưới mình sẽ post lên, các bạn sẽ dùng cái đó để tính được mình nhận được bao nhiêu tiền. Ok, how IRS will know where to send the payment, cái này nó quan trọng nè. Thì các bạn hỏi là biết ở đâu mà gửi cái check đó cho mình. Thì những ai mà đã khai thuế 2018 hoặc 2019 hay là những khai thuế rồi, thì những information đó sở thuế sẽ dùng tài liệu đó để gửi information cho các bạn. Thì nếu mình chưa có khai 2019 thì mình biết được là 2019 đã được delay. Thì nếu mà 2019 chưa có file thì sở thuế sẽ dùng 2018 để dùng cái information đó. Cái thứ hai, tiền đó nó gửi về đâu? Nếu các bạn có refund hay là setup cái khi khai thuế mình được refund mà nó gửi thẳng vô account, direct deposit thẳng vô account của mình, thì mình không cần làm gì hết, nó sẽ gửi thẳng vô account của mình. Còn nếu mình không có thì nó sẽ gửi về cái mailing address của mình. Nào, có nhiều người hỏi tôi đổi địa chỉ hoặc là account của tôi không còn account nữa. Nếu mà vậy, các bạn nên vô irs.gov online. Thì hy vọng có thể là mình after this video mình có làm thêm một và mình sẽ chỉ thêm tí xíu nữa. Nhưng mà các bạn nên vô đó để update information của mình. Ok, tại vì nếu mình không update thì mình sẽ không có nhận được cái check đó đó nhanh và gọn. Ok, thì nên nên nhớ làm vậy. Câu hỏi thứ ba là có nhiều bác gọi mình hỏi bây giờ tôi không có khai thuế, tôi không có income, nhưng mà tôi cần làm gì không. Thì đây sở thuế nói là nếu ai nhận tiền già, tiền hưu, không cần làm gì hết, tại vì mình không cần thay đổi gì hết, tại vì cái check nó sẽ deposit cho mình thôi, hay là nó gửi cho mình. Thì các bác khỏi cần lo là mình phải cần làm gì hết. Thì cái đấy là trong trong sở thuế họ báo cho mình giống vậy. Nếu mà mình chưa có khai thuế 2018-19, mình có thể nhận được cái check không? Sở thuế nói là yes, nhưng mà các bạn nên 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 khai thuế. Rồi có nhiều người nói là hồi xưa đến giờ tôi chưa khai thuế lần nào hết. Nhất là những em mà mới mới không có claim independent nữa, thì cũng nên, tuy là mình chưa có income yet, nhưng mình cũng nên file taxes để người ta biết được là mình để receive cái check.
thì cái đó là cũng một cái information trong irs.gov, nó cũng báo trong đây. Rồi một cái nữa là mình, trước khi mình cấp cái video này thì mình muốn nhấn mạnh những gì mà mình nói các bạn nên verify. Thứ nhất nữa, thứ hai là những cái verify những information đó mình phải nên go directly to cái website, đừng có click vào những cái link mà email người ta gửi mình. Nhất là thời buổi này mình sẽ nhận rất là nhiều email về scam, người ta sẽ nói tiền click vô link này rồi tiền nó gửi cho mình, hay là update account information. Rất là cẩn thận những chuyện đó. Những cái gì mình cần làm, mình go directly to cái website đó. Thì ví dụ như vô mình muốn đổi IRS information, vô nhất make sure là vô irs.gov. ok, cái gov này rất là quan trọng, là tại vì gov này là cái domain của government. Ok, sau đó mình verifiable. Thứ hai nữa, những website các bạn coi nên nhớ coi chữ https. ok, s có nghĩa là security. ok, so when you go to a website mà nó có chữ s đây thì nó more secure than your regular website. ok, một lần nữa mình nhấn mạnh cái đó là tại vì mình biết từ đây cho tới khi mà những cái payment nó về thì rất là khó khăn cho tất cả, và mình biết là những người những tội phạm nó sẽ rất là cao, nó sẽ làm những cái chuyện này rất là nhiều, nên các bạn rất là cẩn thận. Giống như mình mới nói, trust but verify. Ok, rồi, cảm ơn. Mình hẹn các bạn lần sau. Chào.